Xin chào tất cả mọi người nha. Sáng nay thì em còn được ít cái túi. Đợt này có mấy cái túi của 511 nè. Túi đeo chéo nha. Túi này thì nó lớn hơn nhưng mà nó cũng là túi đeo chéo của 511. Đây, cái này hàng 511 nha. Thì em được hai cái, một cái to, một cái nhỏ. Với đây có một cái ba lô Mỹ màu rằn ri. Ba lô Mỹ màu rằn ri nha. Rồi, đây, cái này thì đây một cái túi y tế nè. Túi y tế US, túi này thì còn đầy đủ các phụ kiện ở bên trong nha. Rồi, với lại một số cái túi khác giống như túi quân trang. Thì hôm nay là em lên clip 167 nha, mọi người quan tâm cái mã nào thì cứ liên hệ với em là 0983880344. Rồi em lên cái mã đầu tiên. Mã đầu tiên ở đây là một cái túi. Đây là cái túi đựng băng đạn hay túi đựng dây tiếp đạn hồi xưa đó. Túi này thì nó gồm có 7 ngăn nha, 1 2 3 4 5 6 7. Túi này nó đựng cái băng đạn M16 hồi xưa. Cái này mình để mình đeo lên vai, mình cột lên vai đó. Túi này hồi xưa người ta là đựng cái băng đạn M16 đó. Cái này mình sử dụng để mình đựng các đồ nghề bù lông office, khi mình trèo lên cao cũng được, hay mình thích siêu tầm gì cũng được nha. Chất liệu bằng vải thì nó mỏng thôi. Cái này thì 150.000 một túi, 150.000 một túi nha. Rồi qua mã tiếp theo, đây là một tiếp theo đây là một cái túi đeo chéo. Túi đeo chéo hàng 511. Cái này cái hãng sản xuất của nó là Red Rock nha. Túi này là màu Tactica nè. Cái này thì đã qua sử dụng nha. Cái này hôm bữa thì em có một cái thì em bán 500, thì hôm nay cũng vậy luôn. Cái này thì nó không giống như cái hôm bữa thôi. Cái này sử dụng làm túi đeo chéo thì mình đeo nó sẽ đeo chéo nha. Đây, nói chung là đeo kiểu như thế này. Đây, túi đã qua sử dụng nha. Ngăn thì rất là nhiều ngăn luôn. Túi này rất là dày, rất là nặng. Chất liệu vải ni lông thì nó có kháng nước. Đây nè, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Ở phía sau này cũng 1 ngăn nữa, 4 ngăn. Rồi bên trong thì cũng quá trời ngăn luôn, 5 ngăn, 6 ngăn. Nói chung là cái túi này rất là nhiều ngăn nha. Chất liệu vải ni lông kháng nước, mình đựng vật dụng cá nhân, điện thoại, bóp tiền hay là các vật dụng cá nhân, bao thuốc, quẹt cái đó cũng được. Cái này thì có giá là 500.000, 167.1 nha. 167.1 giá 500. Rồi 167.2 nè. Túi này thì giá là 750. Túi này cũng là hàng 511. Hàng 511 nha. Hàng 511 thì nó là của Mỹ. Và nó, cái này thì có khi thì nó được sản xuất bên Thái, có khi thì nó sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà nó là hàng chính hãng của 511 đó. Như cái này nè, cái này là nó sản xuất tại Việt Nam nha. Và mọi người thấy không, nó chữ Phê Âu Việt Nam nè, tức là hàng Âu đó. Hàng Âu là hàng chính hãng nha, chứ không phải là hàng tái bản hay là hàng fake nha. Đây là hàng Âu. Thì nó vẫn còn tem mác nè, sản xuất tại Việt Nam. Đây là cái túi 511. Túi này thì nó không giống như túi kia thôi, nó rất là nhiều ngăn, nhưng mà túi này nó bự hơn. Cái này thì cũng đã qua sử dụng nha. Hàng này là được xách từ bên Mỹ về. Đó, cái này thì nó cũng đeo chéo, nó bự hơn, nhưng mà nó cũng là một quai đeo chéo chứ nó không phải là giống như cái ba lô. Những cái khóa kéo này ở đây nè thì nó kiểu như nó mắc cái sợi dây á. Đây nè, thường những cái khóa kéo này nó sẽ có cái sợi dây như thế này, nhưng mà cái này thì nó bị mất cái sợi dây. Cái này về anh em lấy sợi dây khác, anh em cột vô mình kéo bình thường nha. Nó không phải hư mà cái đó chẳng qua là cái sợi dây thôi. Đó, đây nè, cái sợi dây nó như thế này thôi, mình cột vô mình kéo bình thường. Túi này rất là nhiều ngăn nha, cực kỳ nhiều ngăn luôn. Ngăn to, ngăn nhỏ, tùm lum ngăn hết. Rồi giá của nó là 750. Hàng 511, hàng chính hãng 511 nha. 750. Rồi 167.3 nè. Đây là cái túi y tế của Mỹ. Túi y tế của Mỹ nha. Túi này thì còn nguyên phụ kiện bên trong, không rách lủng. Đây là túi y tế nè, biểu hiện biểu tượng của y tế nha, US. Đây, để em tháo bên trong ra nè. Cái này nó cũng khá là nhiều ngăn nha. Bên đây nè, 1 ngăn nè, 2 ngăn nè, 3 ngăn,
nó có 3 ngăn. Rồi thêm một cái ngăn nữa là 4 ngăn nha, túi y tế. Túi này thì sản xuất là đời 1991, hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ. Túi này bên trong nó có rất là nhiều đồ nha. Giống như là thuốc này, băng gạc này. Đó, nói chung nguyên bản của nó này, thuốc này, băng gạc. Nhiều lắm. Rồi tiếp tục cái ngăn này. Đây. Đây là một cái máy, không biết là cái máy này đo cái gì đây. Đây, nói chung là anh em biết cái này đo cái gì thì anh em phải nghiên cứu thêm nha. Đây, cái này băng gạc này. Pin này, pin là chắc là của cái máy này. Thì cái máy này thì không biết còn xài được hay không nha. Cái này mình về mình bỏ pin vào mình mới biết được. Cái này thì em không có test. Cái này em bán để anh em sưu tầm thôi. Rồi, tiếp cái ngăn này. Ngăn này cũng quá trời đồ luôn. Đây, 4 cái cục. Nói chung là túi này là còn nguyên phụ kiện ở bên trong nha, rất là nhiều đồ. Ở đây nữa, để em coi thử bên trong nó là cái gì. Rồi đây là miếng băng dán cá nhân này. Rồi thuốc này, nói chung là đủ thứ nha. Rồi cái này thì có giá trị sưu tầm. Giá của nó là 1.600.000. 1.600.000 cho cái túi y tế của Mỹ này. Đó, túi này thì đầy đủ quay sách như thế này luôn, đầy đủ quay đeo như thế này luôn nha. Giá là 1.600.000. Đó. Túi y tế của quân đội Mỹ, đầy đủ phụ kiện bên trong. Rồi giá 1.600.000. Rồi 167.4. 167.4, đây là một cái túi bản đồ. Túi bản đồ của Mỹ thời xưa, chất liệu là vải bố. Hàng này thì đã qua sử dụng cho nên là có bạc màu theo thời gian. Nhưng mà cái mọc US nó vẫn còn nè. Túi này thì nó có bị sờn chỗ này chút xíu, chỗ này thôi. Rồi, túi này thì mình đựng laptop cũng được nha. Mình sử dụng làm túi đeo chéo, mình đựng được khoảng 1-2 bộ đồ. Hoặc là đựng laptop, sách vở đi học cũng được. Túi này có giá là 700.000, 167.4, 700. 167.5. Đây là một cái túi mặt nạ M40. Một cái túi mặt nạ M40, túi này của Mỹ, còn khá là mới nha. Chất liệu vải ni lông, dòng M40 series nè. Mát là mặt nạ nha. Túi này thì sử dụng miếng dán. Đó, cái dòng này nó sử dụng miếng dán như thế này. Khi mình đeo lên á, khi mình đeo lên là cái miệng túi nó sẽ nằm một bên như thế này nha. Mọi người thấy không, khi đeo lên là chữ US này nó quay lên trên. Thì cái miệng túi nó sẽ nằm một bên. Đó, túi này thì đựng được khoảng 2 bộ quần áo. Túi này nó có hai sợi dây, một sợi dây là mình đeo ở trên vai, còn một sợi dây này để mình đeo ôm cái bụng lại, tức là mình đeo ôm vào bụng. Rồi túi này có giá là 450.000, 167.5, 450.000. 167.6. 167.6 thì đây là một cái túi bố, túi quân trang. Chất liệu vải bố. Hàng chuẩn cấp phát của Mỹ thời xưa. Tại vì nó cũ rồi cho nên là nó bị bạc màu nha. Đó, cái này người tên người lính người ta ghi nè. Cái này thì nó bạc màu thôi chứ nó không có rách lủng. Rồi, chất liệu vải bố. Cái này thì kích thước của nó khá là to. Kích thước của nó là, cái đường kính miệng của nó là 50 nè. Đường kính miệng là 50. Bề cao này là 80 nha. Cao 80, đường kính miệng 50, cao 80. Rồi, cái này em bán thanh lý là 500.000. Ở đây thì nó có hai cái quai sách giống như cái ba lô nè. Mình đựng được khoảng mười mấy, 20 bộ đồ đó. Nó đựng rất là nhiều đồ nha. Xong nó còn cái quai sách này để mình đeo giống như là cái ba lô mình đeo trên vai vậy đó. Rồi cái túi này bán 500.000. Rồi 167.7 nè. Đây là một cái túi quân trang. Túi quân trang vải bố. Túi này thì gần như là mới nha. Vẫn còn cái mọc US nè. Túi này rất là mới. Kích thước thì nó không giống như túi kia. Cái đường kính là 50, cao 80. À, túi này nè, để xem sản xuất năm bao nhiêu. Rồi túi này sản xuất là năm 1975 nha. Túi này sản xuất là 1975. Túi này gần như mới. Còn rất là mới. Chất liệu vải bố mà nó còn cái màu như thế này là nó là gần như mới, chưa sử dụng nha. Ở phần dưới nè, thì cái vải là cái màu nó khác. Còn cái phần trên thì cái màu nó đậm hơn. Nhưng mà túi này là nguyên bản của nhà sản xuất. Ở túi này nó cũng có cái quai sách giống như ba lô.
hoặc là khi mình đựng nhiều đồ thì mình xách như thế này cũng được. Còn cái mộc US này rất là rõ nè. Rồi túi này có giá là 900.000. Túi quân trang vải bố đời 1975. Cái này gần như mới nha, giá là 900.000. Rồi 167.8. 167.8 thì đây cũng là một cái túi quân trang, nhưng mà cái túi này thì người ta thiết kế kiểu khác. Tức là cái túi này á thì người ta thiết kế cái dạng túi đứng. Cái miệng nó ở trên, cái miệng đứng. Còn cái dòng này á thì người ta thiết kế là cái miệng nó nằm ngang. Đây, cái miệng của nó là nó nằm ngang nha. Đó, túi này thì thiết kế miệng nằm ngang như thế này. Đó, mình đựng đồ vô thì mình có thể xách bằng tay nè. Hoặc là mình đeo đứng, mình đeo lên cũng được, giống như cái ba lô. Thì cái kích thước hai cái này nó giống nhau, thì đường kính nó là 50, nó dài là 8 đến 90, nó đựng được khoảng mười mấy 20 bộ đồ. Nó rất là to luôn. Cái này là hàng chuẩn cấp phát của quân đội nha, US nè, hàng chuẩn cấp phát. Hàng đã qua sử dụng, chất liệu vải ni lông. Hàng đã qua sử dụng nha. Rồi túi này thì có giá là 800.000 một túi. 800.000 một túi nha. Ở như cái túi này thì nó có bị này, nó có một cái lỗ nhỏ nè. Nó có một cái lỗ nhỏ như thế này. 800.000. Ở đây thì em có hai cái. Ở đây thì em có hai cái nha. Túi này thì không thấy rách lủng, nhưng mà nó bị vẽ bậy nè. Tên người lính người ta vẽ lung tung đó. Đó, cái này hồi trước người ta lính người ta vẽ cái gì đó, cái mã số gì nè. Còn cái này thì nó sạch đẹp hơn, nó mới hơn, nhưng mà nó có một lỗ nhỏ, nhỏ như đầu chiếc đũa vậy đó. Rồi từ hai túi này thì đồng giá là 800.000 một túi. 800.000 một túi nha. Rồi 167.9. 167.9 nè. Đây cũng là một cái túi quân trang, túi hành trang của Mỹ, US nè. Cái này cũng là hàng chuẩn cấp phát nha. Cái túi này thì nó nhỏ hơn. Đó, cái này mình bỏ được khoảng 5-6 bộ đồ thì mình đeo lên vai. Mình đựng được khoảng 5-6 bộ đồ, cái này thì mình đeo lên vai nha. Cái miệng túi thì nó dùng cái miếng dán. Đó, cái miệng túi thì nó dùng miếng dán như thế này. Đây, cái mộc của nó vẫn còn nè, cái mộc của nó vẫn còn nhưng nó hơi mờ mờ. Đó, chất liệu vải ni lông kháng nước. Rồi túi này thì có giá 300.000. 300.000 nha. Rồi 167.10. Đây, 167.10. Thì đây là một cái ba lô Mỹ màu rằn ri. Ba lô Mỹ màu rằn ri nha. Ba lô này thì đựng được khoảng 5 đến 6 bộ đồ. Cái này hàng chuẩn cấp phát, hàng riêng của Mỹ. Khá là dày, chất liệu vải ni lông màu rằn ri. Cái này đựng được khoảng 5 đến 6 bộ đồ nha. Hàng đã qua sử dụng, độ mới khoảng 85%. Ở đây nó có cái miếng dán nè, nó có cái lỗ nè. Giống như kiểu để lỡ mà đồ ướt á, thì mình mở cái này ra để cho nó thoát hơi lên á, nó khỏi bị ẩm á. Đó, hai bên, hai lỗ. Rồi cái ba lô này sử dụng là khóa nhựa nha. Ba lô này là sử dụng khóa nhựa. Ba lô này có giá là 1.200.000. 1.200.000. Cái này mình về mình giặt lại nha. Đó, cái ngăn này đựng laptop được nè, nó có cái miếng lót nè, nó rất là êm, có cái miếng lót nè. Rồi ba lô này có giá là 1.200.000, ba lô màu rằn ri của Mỹ. Rồi 167.11 thì đây là một cái túi. Cái túi đeo chéo của Liên Xô, túi chất liệu vải bố nha. Túi này còn khá là mới. Bên trong của nó có hai ngăn. Đây, nó có hai nha. Túi này thì sản xuất là đời 1978 nè, 1978. Rồi, cái này lẽ ra bán 350, nhưng mà thôi bán luôn 300. Cái này túi này lẽ ra là 350 nha, nhưng mà thôi hôm nay bán luôn 300. Đây là túi bố của Liên Xô. Nó có hai nha. Cái kích thước của nó thì nó ngang tầm 30, nó cao tầm 25 nha. Ngang 30, cao 25. Bề dày nè khoảng 12. Rồi giá 300.000.
Rồi hôm nay em lên vài cái ba lô túi sách, nói chung là mọi người thích cái nào thì cứ liên hệ với em là 0983 880 344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.